Đã không quý vị? Đã không quý vị? Chưa đã hả? Coi tôi đỡ đi. Có anh này là đã. Anh ơi, anh làm ơn cho anh hỏi thăm anh thấy cô này có được không anh? Được quá đi nhé. Anh cho anh hỏi thăm là anh coi được mà coi được chỗ nào vậy? Được cái giọng hồng hồng tiếp tiếp của cô ấy. Anh sáng mắt thiệt. Anh chấm cái giọng là rất là hay. Chứ cái bà này á, mà người nào mà chấm á, bảo đảm quý vị á, bà này đi thi mẫu hậu còn rớt nữa. Kính thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị tạm quên cô Hoa hậu miền Bắc chút xíu, để Vân Sơn sẽ được phép giới thiệu đến quý vị cô thí sinh Hoa hậu đến từ miền Nam. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị cô thí sinh Hoa hậu đại diện cho miền Nam. Năm nay cô vừa tròn 19 tuổi. Trước khi mời cô bước ra sân khấu, chúng tôi xin được sơ lược về tiểu sử và thành tích của cô. Kính thưa quý vị, cô là một người con gái duy nhất trong một gia đình dương giả tại đất mũi Nam Căn, Cà Mau. Đời ông cố nội của cô thì gia đình của cô còn rất là nghèo khó, cho nên ông cố nội của cô phải đi ở đợ cho thiên hạ. Đến đời ông nội của cô thì ông đã cố công phấn đấu không ngừng, cho nên ông nội của cô không còn đi ở đợ nữa mà đã đi làm đàng hoàng, tuy là làm mướn. Phấn đấu ghê. Rút kinh nghiệm từ hai đời qua, đến đời cha của cô thì ông đã cố công dùi mài kinh sử, ăn học đến nơi đến chốn, cho nên cha của cô đã ngôi lên được chức thầy. Mọi người ở Cà Mau thời bấy giờ vẫn thường gọi ông là thầy tớ. Kính thưa quý vị, ngay từ thuở nhỏ cô đã nổi tiếng là một đứa trẻ gan dạ. Năm cô mới vừa tròn một tuổi, bước đi chưa được vững mà mỗi khi có anh trai làng nào đến gần đều bị cô nắm quần kéo xuống. Đến năm 3 tuổi cô đã có thể tự đi cầu cái dầu một mình mà không cần người dắt. Và đến năm 5 tuổi cô đã giành chức vô địch xã trong một cuộc thi bắt ba khía. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị một tràng pháo tay đặc biệt để mời cô thí sinh hậu đại diện cho miền Nam. Cô được mang tên Lê Thị Ngọc Hạnh. Đang thi. Cái con này mệt ghê à, nhắc hoài à. Đang thi, đứng khép nép lại chút xíu. Đầu tiên mời cô gửi lời chào đến ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay. Dạ, trước tiên em xin kính chào quý vị khán giả và toàn thể ban giám khảo. Kính thưa cô, bây giờ là câu hỏi đầu tiên của ban tổ chức dành cho cô. Xin cô cho biết động lực nào đã thúc đẩy cô tham gia vào cuộc thi Hoa hậu ngày hôm nay? Dạ kính thưa anh, dạ kính thưa quý vị, thiệt sự ra không có động lực nào thúc đẩy em đi thi Hoa hậu hết trơn hết trọi á. Bị gì trong xóm em á, mấy cái thằng mà cùng trang lứa của em này nó cứ chê em xấu hoài, em đi thi cho nó biết mặt thôi à. Bị người ta chê xấu còn dám đi thi. Vì đợt này thế nào cô cũng lấy được giải à. Ủa vậy hả anh, giải gì vậy? Giải Hoa hậu can đảm á. Nó giỡn cho cô đẹp lắm, tôi nhìn cô tôi kết quá trời. Dạ kết cho đem về bỏ tủ cà phê chinh chơi chứ không làm gì được đâu. Cảm ơn cô đã báo động cho tôi biết trước. Câu hỏi thứ hai là xin cô cho biết cô sẽ làm gì nếu cô được trúng tuyển. Trời ơi anh ơi, mệt tí mồ đi thi chơi thôi chứ sợ trúng tuyển lắm. Đi thi Hoa hậu thì người nào cũng muốn được trúng tuyển chứ, tại sao cô lại sợ trúng tuyển là sao? Không phải, bị gì nè, anh không biết á, thằng em năm ngoái nó trúng tuyển cả nhà lo chạy thấy mẹ luôn mà.
Cô trúng tuyển gì mà lo chạy dữ vậy cô? Nó trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trời ơi, bởi vì giờ em nghe cái chữ trúng tuyển em nổi da gà. Hạng quản qua Campuchia nó bắn lòi thèo à. Thấy chưa, đồng ý chứ không? Khán giả đồng ý chứ không? Cảm ơn. Nhẹ nhẹ ra mạnh quá gì nó văng đùng đùng ra ngoài tùm lum bây giờ. Đâu có chứ, khi đi vàng kỹ lắm rồi. Trời mẹ, đường quê nhà em mà đạp xe đạp lên đây nó văng còn hơn dày nữa à. Đứng yên lại chút xíu đi, ban giám khảo đang chấm điểm cho cô kìa. Ủa vậy hả? Hello, yeah. Hello. Em học tiếng Anh, em chơi tiếng nước ngoài bị gì bây giờ nước ngoài nó vô Việt Nam đầu tư đứa kiếm vài chữ chơi mà. Hello, hello. Học lâu chưa cô? Dạ em học 8 tháng rồi. Trời ơi, 8 tháng mà nói tiếng Anh nghe xì tu bịch dễ sợ. Kỳ trời. Cô hỏi gì hỏi nữa đi. Cô ơi, câu hỏi kế tiếp dành cho cô là xin cô cho biết, câu hỏi này hơi câu hỏi chút xíu, nhưng mà tại vì ban tổ chức đặt ra thì tôi phải hỏi cho cô. Xin cô cho biết là cô đã có người yêu chưa? Trời ơi, thú hồn. Trời ơi, cái nón mà tôi tưởng đó tới kia. Trời ơi, anh ơi, nhìn cái mặt non chợt chị hỏi có người yêu chưa? Ủa vậy là chưa có ha? Mắc cỡ. Ôi sao vậy? Thôi lỡ anh hỏi em cũng trả lời luôn nha. Dạ kính thưa anh và kính thưa quý vị khán giả và toàn thể ban giám khảo, kể từ khi ly dị 6 thằng chồng bây giờ em chưa có bồ. Trời ơi, cái tướng tôi mỏng lẻ có nhiều bông nhách gì mà 6 đời chồng rồi. Dạ xin lỗi anh ạ, à, hên cho anh không rớt vô đời thứ bảy à. Anh mà rớt vô đời thứ bảy giỏi anh guarantee anh 2 ngày. À, cảm ơn cô. Vậy mấy người chồng của cô giờ còn sống không hay là nhắm mắt qua đời hết rồi? Dạ cũng còn. À, ở đâu rồi cô? Trong ban nhạc này có 2 thằng này mà cưới 3 lần lận. Ủa sao kỳ vậy? Ví dụ mà 2 thằng mà 3 lần là sao? Hồi đó em ăn thằng bánh trống. Em bị bánh trống dụ xong cái tới hồi